để có thể tiếp tục hoàn thành vở diễn mà tất cả khán giả ở dưới thì rưng rưng nước mắt vì như vậy. Vâng, và bây giờ thì có lẽ là xin mời quý vị cùng theo dõi đề cử ạ. Dạ, ai nói trước? Thì nói trước đi. Dạ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị khán giả. Trước hết thì Lệ Thủy xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị khán giả xem ở đây và quý vị khán giả xem đài lời chúc sức khỏe và năm mới làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Bình Dương xin kính chúc quý khán giả năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, cứ mỗi dịp xuân về thì giải Mai Vàng báo Người Lao Động có tổ chức một cái buổi phát giải, thì Lệ Thủy thấy đây là một cái giải rất là rất là đặc biệt, cho nên Lệ Thủy cũng mong rằng nó cũng như là nhằm nghĩa là mục đích để mà tôn vinh những người nghệ sĩ hoạt động trong cái năm nay. Cho nên Lệ Thủy cũng xin chúc cho báo Người Lao Động giải Mai Vàng sẽ tiếp tục là phát triển nhiều hơn nữa, nhiều năm hơn nữa, và luôn luôn khán giả lúc nào cũng là theo dõi và đồng hành cùng với báo Người Lao Động, và trong đó có Lệ Thủy. Nói nữa không? Tôi nói rồi, bây giờ mình mở ai trước? Tôi Thủy nói trước đi. Thôi chị vừa cho ông đó. Hồi hộp quá. Dạ. Thấy không? Ông đời nữ thì tôi cho có nữ cái điểm đó. Đọc đi. Giờ đọc luôn á. Tên nghệ sĩ được giải Mai Vàng, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Wow. Chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Đó là nữ nghệ sĩ được sân khấu được yêu thích nhất ạ. À. Dạ. Thế còn nam nghệ sĩ sân khấu được yêu thích nhất là ai đây? Chúng ta sẽ chờ cô Lê Thủy ạ. À. Nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Chúc mừng nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Vâng, một cặp đôi nghệ sĩ rất là ăn ý với nhau trên sàn diễn, và ngày hôm nay xin được chúc mừng cả hai bạn đã cùng được giành được giải Mai Vàng lần thứ 26 năm 2020. Xin được mời hai nghệ sĩ ạ, nghệ sĩ Tú Sương và Võ Minh Lâm. Vâng ạ, Võ Minh Lâm với vai tiết thiệu vở Khát Vọng Vương Quyền, và nghệ sĩ Tú Tú Sương vai Đoàn Hồng Ngọc vở Đoàn Hồng Ngọc Phá Trận Thuần Dương. Vâng, xin được mời các bạn sẽ tiến về chính giữa để chúng ta nhận giải Mai Vàng trước ạ, rồi chúng ta sẽ phát biểu cảm tưởng sau. Vâng, một niềm hạnh phúc và một niềm vinh dự rất lớn cho các nghệ sĩ đã nhận được giải nghệ sĩ sân khấu được yêu thích nhất trong năm 2020. Một tràng pháo tay thật lớn để tôn vinh. Và xin được mời hai bạn, chúng ta sẽ tiến về phía trước này để chia sẻ một chút cảm xúc của mình. Ở bên này ạ, bên này qua bên này, bên ngoài đây ạ. Đây, xin mời Tú Sương và Võ Minh Lâm, chúng ta sẽ cùng di chuyển sang đây ạ. Lời đầu tiên cho phép Võ Minh Lâm xin được lên cảm trân trọng và kính mến đến với toàn thể các đại biểu. Ngày hôm nay không chỉ Duy Lâm mà tất cả các nghệ sĩ ở đây cũng sẽ rất là hạnh phúc và cảm thấy ấm áp trong tình yêu thương của khán giả. Và đặc biệt là Lâm nghĩ rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất bởi vì được cầm trong tay chiếc Mai Vàng vinh dự cho khán giả yêu thương và chọn cho Lâm. Lâm xin được lời cảm ơn chân thành đến với đạo diễn nghệ sĩ Thúy Linh đã dàn dựng vở cải lương Võ Tắc Thiên và Thiết Bị Công Chúa, và đã chỉ dạy hết lòng cho Lâm với vai diễn giới thiệu. Xin được cảm ơn soạn giả Hoàng Xuân Việt đã luôn đồng hành và ủng hộ con trên mọi chặng đường. Và nhân dịp năm mới đang đến,
Võ Minh Lâm xin chúc quý vị có một mùa xuân an lành, vui tươi, tràn đầy hạnh phúc và một năm may mắn rực rỡ. Và xin được mời Vũ Sương sẽ có một lời nói với khán giả của chương trình. Dạ, lời nói đầu tiên con cũng được xin phép kính chào quý vị lãnh đạo, quý vị, các quý vị tiền bối và tất cả các anh chị em nghệ sĩ, tất cả các quý vị khán giả đang xem đài và đang trực tiếp ở nơi đây, lời chào kính thưa và trân trọng. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con cũng rất cảm ơn, trước tiên là cảm ơn Phật trời tổ nghiệp và tất cả đại gia tộc của chúng con, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tất cả quý vị, tất cả toàn thể ekip của đoàn sân khấu Chí Linh Vân Hà. Xin cảm ơn tác giả, cảm ơn chú đạo diễn, chú Chí Linh, cảm ơn tất cả đại ân nhân của chúng con, quý vị khán giả đã thương yêu ủng hộ con và tất cả các cô bác ở nơi đây. Con không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn rất là nhiều. Những lời cảm ơn từ đáy lòng không, và quan trọng hơn cả là họ và bữa nay thì chúng ta vẫn lắng nghe lời còn chưa có được trong lắm của hai nghệ sĩ chúng ta, bởi vì họ vẫn đang tiếp tục tập dợt những cái vở để có thể ra mắt công chúng trong thời gian tới, lao động nghệ thuật. Xin được cảm ơn hai nghệ sĩ. Vâng, và Hoa cũng rất là may mắn khi đã được theo dõi những vở diễn của hai bạn, và đã có một lần còn được chứng kiến là trong cái quá trình biểu diễn, Tú Sương bị một cái giáo mát đụng vào trên trán và chảy máu, nhưng mà bạn vẫn cố gắng vượt qua tất cả để có thể tiếp tục hoàn thành vở diễn, mà tất cả khán giả ở dưới thì rưng rưng nước mắt vì như vậy. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải tiếp tục ngay với cái hạng mục tiếp theo, đó là hạng mục diễn viên hài được yêu thích nhất. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi điện tử. Một tràng vỗ tay để hân hoan chúc mừng Văn Phượng đã ra đời. Vâng, xin chúc mừng Văn Phượng. Trời ơi, một niềm hạnh phúc vô cùng. Và nghệ sĩ tiếp theo Nhan Phúc Vinh. Xin mời Nhan Phúc Vinh. Xin chúc mừng Văn Phượng vai Diệu phim Mẹ Ghẻ và Nhan Phúc Vinh vai Minh phim Tình Yêu và Tham Vọng. Vâng, các bạn, quý vị có thể nhìn thấy gương mặt đầy xúc động của những nghệ sĩ đoạt giải ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được chia sẻ tất cả những cảm xúc vô cùng xúc động của các bạn ngày hôm nay. Tôi xin chúc mừng. Vâng, xin được mời anh nghệ sĩ Trần Đồng và nghệ sĩ Lê Khanh sẽ trao giải thưởng nam nữ diễn viên phim được yêu thích nhất. Thưa quý vị, và giống như những gì mà nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh đã chia sẻ khi mà chị có mặt ở thảm đỏ, thì lần nào chị cũng là nghệ sĩ trẻ hết. Xin mời ạ, xin mời trao giải mai vàng cho nghệ sĩ Văn Phượng. Vâng, đây là một sự truyền lửa của thế hệ đi trước dành cho các bạn diễn viên phim trẻ ngày hôm nay, để tiếp thêm một động lực cho các bạn sẽ có thêm được nhiều những tác phẩm, nhiều vai diễn hay hơn nữa trong thời gian tới. Một lần nữa xin chúc mừng Giang Phúc Vinh và Văn Phượng. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Trần Lực và nghệ sĩ Lê Khanh ạ. Vâng, và có lẽ là giây phút này thì hai bạn cũng sẽ có cảm xúc rất là nhiều. Các bạn có thể đứng ngay tại sân khấu này để có thể... Xin mời hai bạn. Mời Phượng nói trước đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em được gửi lời chào đến ban tổ chức, quý văn nghệ sĩ cũng như là quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và đang xem trực tiếp. Em đã làm nghề được 13 năm. Và suốt 13 năm qua em đã luôn cố gắng và nỗ lực. Và ngày hôm nay khi cầm trong tay giải thưởng danh giá này, em xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức báo Người Lao Động đã tổ chức ra một giải thưởng. Phải nói là đây là một động lực rất lớn để cho những nghệ sĩ trẻ như chúng em có động lực để phấn đấu nhiều hơn. Và em cũng xin cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ và toàn thể bộ ekip của phim Mẹ Ghẻ đã hỗ trợ cho em. Một lời cảm ơn đặc biệt đến anh đạo diễn Trương Dũng. Cảm ơn anh đã tin tưởng và giao vai cho em. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị khán giả đã luôn ủng hộ cho em. Và một lời cảm ơn sau cùng, con xin gửi cho ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã luôn ủng hộ và bên cạnh con. Thì để chúc mừng vào Văn Phượng, và xin được mời Nhân Quốc Minh sẽ có một lời cùng với khán giả của chương trình. Cũng từ rất lâu rồi thì bản thân Minh mới có cơ hội quay lại với giải thưởng này.
cũng khoảng gần 10 năm, lần đầu tiên được cách đây khoảng 9-10 năm gì đấy. Và nó rơi lại đúng thời điểm mà mình cảm thấy mình đang cần tiếp thêm những cái năng lượng sau một cái chặng đường cũng khá hơn 10-12 năm tham gia diễn xuất rồi. Rất là cảm ơn sự ủng hộ khán giả khi mà đây là bộ phim mà mình gọi là Bắc Tiến, quay ở Hà Nội. Nhận được rất là nhiều tình cảm của khán giả từ phía Bắc. Nó là một cái sự nó là một sự đồng hành hoàn toàn mới của những khán giả hoàn toàn mới, và nó thực sự là một cái gì đó bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Xin chân thành được cảm ơn VFC, cảm ơn đại diện của Tiến Huy. Mình cảm thấy là bản thân mình may mắn hơn thôi. Tất cả những anh chị em nghệ sĩ, tất cả những người được đề cử, tất cả những người hoạt động trong năm qua, chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể mang đến những tác phẩm phục vụ khán giả. Và mình hy vọng là trong năm mới này sẽ còn nhiều khó khăn nữa, nhưng mà bằng sự đam mê với nghề, tất cả anh em chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục sẽ làm ra những tác phẩm thật là hay để phục vụ khán giả. Cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng Văn Phượng và Giang Quốc Minh với giải nam nữ diễn viên phim được yêu thích nhất. Xin được chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Dạ, xin mời quý vị cùng theo dõi đề cử ạ. Hạng mục người dẫn chương trình